Các thân mến, trước khi bước vào các cái bài tập nâng cao và những bài trong đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng về phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ấy, thì chúng ta luyện tập thêm về cái chủ đề này. Những cái bài luyện tập thêm này có độ khó tương ứng với những bài trong sách giáo khoa, sách bài tập. Một số bài thì nó có độ khó lớn hơn một chút. Ta bắt đầu với câu số 1 này. Lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A tọa độ 4 trừ 3 và song song với đường thẳng D phẩy có phương trình là trừ 5x cộng 7y cộng 13 bằng 0 nhé. Câu 1 này, gợi ý A, ta phải lập phương trình của một đường thẳng. Thế em nhớ cho thầy, một đường thẳng được xác định khi nào? Khi biết một điểm nằm trên đường thẳng đó này và một vector gì? Phát tuyến, hoặc một điểm và một vector chỉ phương nhé. Thế thì ở đây ta đã biết này, đường thẳng delta cần tìm rồi này, nó đi qua điểm A, tức là ta đã biết một điểm rồi. Bây giờ ta cần tìm cái vector phát tuyến hoặc là chỉ phương của thằng nữa. Em nhìn vào cái thông tin đầu bài, cái đường thẳng delta ấy song song với đường thẳng D phẩy. Em nhớ cho thầy nhá, hai đường thẳng mà nó song song với nhau, delta với D và song song với nhau D phẩy em nhé, delta và D phẩy song song nhau, thì rõ ràng là cái vector phát tuyến của đường thẳng D phẩy có phải là nó vuông góc với D phẩy đúng không? Thì hiển nhiên là nó cũng phải vuông góc với gì? Vuông góc với delta, có nghĩa là phát tuyến của D phẩy cũng chính là phát tuyến của delta nhé. Ta nói thế này, phát tuyến của D phẩy là n của D phẩy bằng, em nhớ cách đọc tọa độ của vector phát tuyến nhé. Nếu phương trình đường thẳng cho là trừ 5x cộng 7y thì vector phát tuyến của nó có tọa độ trừ 5 này, 7 này nhé. Ta nêu cái lý do này, vì delta song song với D phẩy nên suy ra cái vector phát tuyến của delta sẽ là gì nhỉ? N của delta cũng sẽ phải bằng N của D phẩy và bằng bao nhiêu? Trừ 5, 7. Đấy. Thế thì cái đường thẳng delta của chúng ta ấy có vector phát tuyến là trừ 5, 7 và đi qua điểm A tọa độ 4, trừ 3. Nên suy ra phương trình của đường thẳng delta sẽ là gì nhỉ? Em nhìn nhá, nó sẽ là trừ 5 nhân với x trừ đi hoành độ của điểm A là 4 này cộng với 7 này nhân với y trừ đi tung độ của điểm A này trừ đi trừ 3 tức là cộng với 3 phải bằng 0, hay phương trình đường delta được viết gọn lại thành trừ 5x này cộng 7y này trừ 5 nhân với trừ 4 này 20, 20 cộng với 21 thành gì nhỉ? Thành 41 thì bằng 0. Đấy là phương trình đường thẳng delta ở ý A. Đến ý B em nhé, lập phương trình tổng quát của đường thẳng D đi qua điểm M tọa độ trừ 2, 5 và có hệ số góc K bằng trừ 3. Thế em biết ở cái chương trình của lớp 9 ấy, chúng ta biết một cái đường thẳng được viết dưới dạng gì nhỉ? Y bằng KX gì cộng B nhé, hoặc là Y bằng AX cộng B cũng vậy. Đấy, K hay A thì cũng như nhau, nó chỉ khác nhau về cái ký hiệu thôi. Thì cái K này này được gọi là gì em? Được gọi là hệ số góc. Thế nhưng sang lớp 10 thì chúng ta lại viết phương trình đường thẳng ở cái dạng tổng quát là gì? AX cộng BY cộng C bằng 0, phải không? Đó. Thế thì em để ý này, ta cũng có thể viết lại nó thành gì? BY thì bằng gì? Trừ AX trừ C, đúng thế không nào? Thế nên chia cả hai vế cho B, tôi phải giả định là B khác không đi, thì nó sẽ là trừ A trên B nhân X trừ đi C trên trên B. Như vậy trừ A trên B lúc này đóng vai trò là hệ số góc. Tóm lại là hệ số góc K sẽ bằng gì? Trừ A trên B. Đấy, em nhớ cho thầy điều này. Như vậy rằng là nếu một cái đường thẳng nó có vector phát tuyến là tọa độ là AB thì nó có hệ số góc là cao gì? Trừ A trên trên B nhé. Lưu ý này, để ta với định gọi vector
phát tuyến của đường thẳng cần tìm là D đúng không? Của D là N của D bằng A chấm phẩy B. Đấy, suy ra hệ số góc của D đấy là K bằng gì? Trừ A chia cho B đúng không? Còn đầu bài cho mình biết nó bằng trừ 3. Đấy, thì từ đây ta suy ra này, A trên B phải bằng mấy không? Phải bằng 3 nhé. À, thế thì em lại lưu ý cho thầy điều này nữa. Nếu cái vector n là vector phát tuyến thì một cái vector nào đó khác cùng phương với nó cũng sẽ là phải là vector phát tuyến của đường thẳng này. Như vậy thì có nhiều cái cặp A, AB thỏa mãn tỷ lệ A trên B bằng 3 sẽ là phát tuyến của đường thẳng D. Và do vậy ta có quyền chọn một cặp AB tùy ý nhé. Miễn là cứ thỏa mãn A trên B bằng 3 thế này được. Suy ra này, chọn à, tốt nhất là ở đây chúng ta chọn những cái số vừa phải thôi đúng không nào? À, ta chọn là A bằng 3 và B bằng 1 đi. A bằng 3, B bằng 1, thỏa mãn điều kiện là A trên B bằng 1. Thì nhắc lại nhé, ta có quyền chọn tùy ý cái cặp AB nào đó thỏa mãn là A trên B bằng 3. Tức là chọn A bằng 3, B bằng 1 hoặc chọn A bằng 6, B bằng 2, vân vân, hiểu được. À, thế suy ra phát tuyến của D là ND, lúc này bằng gì? 3, 1. Đường thẳng D có vector phát tuyến là 3, 1. Đấy. Và đi qua điểm M tọa độ là trừ 2, 5. Vậy suy ra phương trình của đường thẳng D là gì em nhỉ? 3 này nhân với x trừ đi hoành độ mà điểm đã đi qua nhé, trừ đi trừ 2 thì thành cộng 2 cộng với 1 này nhân với y trừ đi tung độ của cái điểm mà nó đi qua đấy là trừ đi 5 bằng 0. Hay ta viết lại cái phương trình đường thẳng D cho gọn gàng hơn này, 3x cộng với y, 3 nhân 2 là 6 này, trừ đi 5 nữa. À, thế thì còn lại là cộng 1 bằng 0. Đó. Đó là nội dung của cái ý B. Sang ý C nhé. À, tìm góc giữa đường thẳng D và đường thẳng delta. Thế thì đường thẳng D để viết nháp xuống đây trước khi xóa cái phần này nhá, là 3x cộng y cộng 1 bằng 0. Thế còn đường thẳng delta thì ban nãy ta tính ra được ở đây đúng không, là trừ 5x cộng 7y cộng 41. Delta này trừ 5x cộng 7y cộng 41 bằng 0. Đấy. Ta sang cái IC nhé. IC cần tìm một góc giữa hai đường thẳng D và delta. Cái góc giữa hai đường thẳng được tính như thế nào? Thì trong cái video nói về góc giữa hai đường thẳng, chúng ta đã biết như thế này. À, nếu gọi alpha là góc giữa hai đường thẳng đó thì cos của góc alpha sẽ bằng gì? Trị tuyệt đối của cos của cái góc tạo bởi hai vector phát tuyến của đường thẳng hoặc hai vector chỉ phương nhé. Thế thì đối với đường thẳng D và đường thẳng delta, đây chúng ta đều có vector phát tuyến rồi. Đấy. Rồi đây. Phát tuyến của D và delta lần lượt là ND bằng bao nhiêu em nhỉ? À, 3, 1 em nhé. 3, 1 và phát tuyến của đường thẳng delta là N delta bằng trừ 5, 7. Đấy. Suy ra này, cos của cái góc tạo bởi hai đường thẳng D và delta đó bằng trị tuyệt đối của cos tạo bởi hai vector phát tuyến của chúng là ND và N delta. À, thế thì cos giữa hai đường thẳng này sẽ được tính bằng gì? Trị tuyệt đối của này, cos giữa hai vector nhé, thì bằng tích có hướng này. À, xin lỗi, tích vô hướng giữa chúng này, 3 nhân với trừ 5 thành trừ 15 này,
cộng với 1 nhân với 7 này, tức là cộng với 7 này, tất cả chia cho này, tích của chiều dài hai vectơ này, căn bậc 2 của 3 bình cộng 1 bình nhân căn bậc 2 của độ dài vectơ pháp biến của delta là trừ 5 tất cả bình phương cộng với 7 bình phương đóng trị tuyệt đối. Nó sẽ bằng trên tử các em có phải được là 8 không nhỉ? Dưới mẫu này 3 bình với 1 bình là 10, thì ta được căn 10 này. 25 cộng với 49 thì sẽ là 4 nhân 1 này, 70, 74 đúng không? Đấy, căn bậc 2 của gì? Căn bậc 2 của 74. Đấy, thế thì em cũng có thể nghĩ đến cái việc rút gọn đúng không nào? Thế viết cho nó gọn gàng này này. Ở đây ta viết nó thành 4 này, chia cho này. Căn 10 ta tách thành căn 2 nhân căn 5, căn 74 thì ta tách thành căn căn 2 nhân căn 37, thì căn 2 nhân với căn 2 ở dưới mẫu, triệt tiêu cái 2 ở trên tử đi thì tử còn lại 4, mẫu còn gì? Căn bậc 2 của 5 nhân với căn bậc 2 của gì? 37 đúng không? 57 35 viết 5 nhé. 5 nhân 3, 53 15 nhân 3 10, 18 180 nhân. Đó, thì rõ ràng là cái giá trị này là một cái góc không đẹp rồi, đúng không? À, thế thì ta suy ra là gì? Góc tổng bởi D và delta thì bằng gì? À, nó không phải là những góc đặc biệt, cho ta biết là A cos của 4 phần căn bậc 2 của 180 nhá. Đấy là góc giữa hai đường thẳng. Câu số 2 em nhé. Ý A này, lập phương trình tổng quát của đường thẳng D đi qua điểm M tọa độ trừ 4, 7 và có hệ số góc K bằng trừ 3. À, thì như ở cái bài tập, như ở câu số 1 chúng ta đã biết này, nếu, hay là gọi đi, à, gọi pháp tuyến, cái từ pháp tuyến của cái đường thẳng D là ND bằng AB. Thì suy ra cái hệ số góc của đường thẳng này là K bằng, phải bằng gì em? Trừ A trên B. À, đồ bài cho mình biết nó bằng gì? Trừ 3. Như vậy em suy được A trên B bằng gì? 3. Đấy, suy ra chọn nhá, ta chọn cặp AB thỏa mãn điều kiện gì? À, xin lỗi, đây là trừ 3 nhé. Chọn cặp AB thỏa mãn là A trên B bằng, xin lỗi, đây trừ A trên B bằng trừ 3 thì A trên B bằng 3 nhé. Thế ta chọn cặp AB thỏa mãn A trên B bằng 3, tức là chọn A bằng 3, B bằng 1. Đấy, vậy em sẽ được phương trình tổng quát của đường thẳng D sẽ là gì nhỉ? Đường thẳng D có vectơ pháp tuyến là 3, 1. Đây ta có thể viết thêm này, suy ra pháp tuyến của D bằng 3, 1. Đấy, pháp tuyến là 3, 1 và đi qua cái điểm M tọa độ trừ 4, 7. Nếu vậy em sẽ được D sẽ là 3 nhân với x trừ đi trừ 4, tức là cộng với 4, cộng với 1 nhân với y trừ đi 7 bằng 0. Hay đường thẳng D sẽ là gì nhỉ? 3x cộng với y này, 3 nhân 4 là 12 này, 12 trừ 7 còn 5. 3x cộng y cộng với 5 bằng 0. Đấy là cái ý A nhé. Đến cái ý B này, lập phương trình đường thẳng delta đi qua điểm A tọa độ 3 trừ 5 và vuông góc với cái đường thẳng D phải. À, ở đây đường thẳng delta cần tìm ấy, đã biết là nó đi qua điểm A 3 trừ 5 rồi. Thế thì để xác định được phương trình đường thẳng này, chúng ta cần phải biết cái vector pháp tuyến của nó. Thế em nhìn này, ta vẽ minh họa nhé. Cái đường thẳng delta này, đấy, với cái đường thẳng D phải đây này, nó vuông góc với nhau, thì rõ ràng là cái vector pháp tuyến của đường thẳng D phải, tức là cái vuông góc với D phải đó, và cái vector pháp tuyến của đường thẳng delta là sẽ phải gì? Vuông góc với nhau. Thì nhắc lại nhé, đường thẳng D phải và đường thẳng delta vuông góc với nhau.
thì hai cái vectơ pháp tuyến của chúng cũng phải vuông góc với nhau. Đấy. Mà ở đây chúng ta đã có phương trình đường thẳng d phẩy, có nghĩa là ta biết được vectơ pháp tuyến của d phẩy, thì suy ra ta cũng sẽ biết được vectơ pháp tuyến của delta, vì chúng ta đã học cái cách và từ một vectơ thì sẽ ra được cái vectơ khác mà vuông góc với nó rồi. Đấy. Đấy, em lưu ý đây, pháp tuyến ta giới thiệu nhé của delta là n delta này, của d là nd, xin lỗi, d phẩy nhé, của d phẩy là nd phẩy. Đó. Mà pháp tuyến của đường thẳng d phẩy thì bằng gì em? Em nhìn phương trình tổng quát d phẩy trừ 4x cộng 3y trừ 10, vậy thì pháp tuyến của nó sẽ là trừ 4, 3 nhé. Đấy. Mặt khác này, delta lại gì em? Vuông góc với d phẩy. Từ hai điều này em sẽ suy ra được pháp tuyến của đường thẳng delta sẽ bằng gì? À, vector pháp tuyến của delta sẽ vuông góc với vector pháp tuyến của đường thẳng d phẩy. Hai vector vuông góc với nhau, một cái có tọa độ trừ 4, 3 thì cái kia sẽ có tọa độ là gì? 3, 4. Ta đảo tọa độ và đảo dấu của một trong hai cái tọa độ này nhé. Thì rõ ràng có phải là lúc đó này, trừ 4 nhân với 3 cộng với 3 nhân với 4 đúng bằng 0 không? Tức là tích vô hướng của chúng bằng 0 để cho hai cái vector này là gì? Nó vuông góc. Vậy là pháp tuyến của delta ta biết rồi. Đấy, ta cũng biết nó đi qua điểm A tọa độ 3 trừ 5 rồi. Thì suy ra phương trình của đường thẳng delta là gì em nhỉ? 3 nhân với x trừ 3 cộng 4 nhân với y trừ đi trừ 5, tức là cộng với 5 bằng 0. Nếu vậy em sẽ gọn lại delta sẽ là 3x cộng 4y em này, trừ 3 nhân với 3 thì 9, trừ 9 này, trừ 9 mà cộng thêm với 20 nữa, tức là cộng với 11 thì bằng 0. Đó. Cái ý C, xét vị trí tương đối của đường thẳng D và đường thẳng delta. Đường thẳng D đem nhé, đường thẳng delta đem này. Đó. Thầy viết lại cái đường thẳng D và đường thẳng delta trước khi xóa cái phần phía bên phải nhé. Đường thẳng D ta tìm được là 3x cộng y cộng 5 bằng 0. Và đường thẳng delta ta vừa tìm được là gì? 3x cộng 4y cộng 11 bằng 0. Đấy. Ý C em này. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Thế giữa hai đường thẳng trong một mặt phẳng có những cái vị trí tương đối nào? Thứ nhất là chúng có thể song song với nhau này nhá. Thứ hai là chúng có thể gì? Chúng có thể trùng nhau này. Đấy. Thứ ba là chúng có thể gì? Cắt nhau này. Đấy. Và trong cắt nhau thì có một cái trường hợp cắt nhau rất đặc biệt, đấy là chúng vuông góc với nhau. Nhớ cho thầy là cắt nhau cũng để xin lỗi, vuông góc chỉ là trường hợp đặc biệt có cắt nhau mà thôi nhá. Thế thì ta căn cứ vào đâu để xem là chúng song song với nhau hay chúng trùng nhau hay chúng cắt nhau? À, ta căn cứ vào các cái vectơ pháp tuyến của chúng. Thứ nhất này, nếu mà hai đường thẳng mà song song với nhau ấy, thì hai vectơ pháp tuyến của chúng cũng sẽ phải gì? Cùng phương. Cái vectơ này sẽ bằng k đồng vectơ kia. Cũng tương tự như vậy đối với hai vectơ gì? À, xin lỗi, với hai đường thẳng trùng nhau nhé. Còn riêng đối với hai đường thẳng mà cắt nhau, đấy, thì hai vectơ pháp tuyến của chúng không thể cùng phương được. Vậy bây giờ trước hết ta xem nó có cùng phương hay không để kết luận là nó cắt nhau nhé. Đấy, hay là nó song song hay nó trùng nhau. Nếu nó không cùng phương chứng tỏ chắc chắn là nó cắt nhau. Nếu mà nó cùng phương thì chứng tỏ là hoặc là chúng cắt nhau hoặc là chúng trùng nhau. Rồi sau đó chúng ta tìm thêm những cái dữ kiện để chứng tỏ nó cắt hoặc là xin lỗi, nó trùng hoặc nó song song nhé. Thầy nhắc lại này. Ta có thể vẽ thành cái sơ đồ như này. Nếu hai cái vectơ pháp tuyến của hai đường thẳng ND đấy, không cùng phương với đường thẳng delta, tức là khác k lần N delta, thì ta dẫn đến kết luận là gì? Hai đường thẳng đó cắt nhau tại một điểm. Còn nếu ND nhá bằng gì?
k n của delta, tức là hai vector này cùng phương, thì ở đây ta lại dẫn tiếp đến hai cái khả năng là gì, là chúng song song, tức là d song song delta hoặc chúng trùng nhau nhé. Ta có này pháp tuyến của D là ND bằng 3, 1 còn pháp tuyến của delta là gì vậy? N delta bằng 3, 4 à, suy ra này 3 chia cho 3 thì khác 1 chia cho 4. Điều này để hiển nhiên, đúng không? Vậy từ đây suy ra gì? Hai vector mà tọa độ của chúng không tỉ lệ với nhau thì chứng tỏ đó là hai vector không cùng phương, tức là n của d khác k lần n của delta. Vậy từ đây em dẫn đến kết luận d và delta cắt nhau tại gì? Một điểm. Đấy, đấy là về vị trí tương đối của chúng. Còn nếu em muốn chỉ ra là chúng cắt nhau có đặc biệt hay không, tức là chúng có vuông góc với nhau hay không, thì em xem hai cái vector pháp tuyến để chúng có vuông góc với nhau hay không, tức là kiểm tra xem tích vô hướng của chúng có bằng nhau hay không nhé. Đấy. Thế nhưng mà ở bài này thì em không yêu cầu ta làm việc đó. Và hơn nữa, nếu muốn kiểm tra thì cũng rất dễ dàng. Tích vô hướng của chúng sẽ là 3 x 3 cộng 1 x 4 gì, chắc chắn là gì? Không rồi. Vậy thì hai đường thẳng này nó chỉ có thể gì? Cắt nhau chứ không vuông góc. À, chúng ta vừa kết thúc hai cái bài tập khá là đơn giản, đúng không? Bây giờ tạm nghỉ trong ít phút thì thầy tiếp tục sẽ hướng dẫn các em cái bài tập số 3.